đại đức xưa nay thường nói nếu người biết được tâm đại địa không tất đất phật pháp nói ngộ đạo nói chứng đạo chứng quả là ý gì chẳng qua là muốn bạn thực sự hiểu rõ tâm là gì mà thôi cho nên gọi là minh tâm kiến tánh đây chính là đại triệt đại ngộ đây chính là chứng được phật quả bồ đề vô thượng tâm chúng ta hiện nay nhìn thấy chữ này lập tức liền nghĩ rằng tâm là ở chỗ này là trái tim đây là nhục đoàn tâm cây tâm này là không có lợi không có công dụng đây là sai lầm kinh lăng nghiêm vừa mở đầu thế tôn liền hỏi tôn giả an an ông lúc mới phát tâm vào cửa Phật là do nhân duyên gì? Ngài rất thật thà Trả lời Thế Tôn Ngài nói Con nhìn thấy tướng hảo của Thế Tôn Tướng này quá đẹp Tướng này dứt khoát Không phải do cha mẹ sanh ra Nhất định là do tu hành thành tựu Con thường nghĩ về vấn đề này Cho con cũng muốn được tướng hảo như vậy Cho nên phát tâm xuất gia Để mà tu hành thế tôn nghe xong liền gật đầu nói là trong tâm ông nghĩ phật liền tiến thêm một bước hỏi ông tâm ở đâu phật pháp thường nói có chân tâm có vọng tâm nhưng bất luận là chân tâm hay vọng tâm vậy tâm ở đâu ngài thông minh hơn chúng ta ngài đã nghĩ ra được bảy chỗ còn chúng ta không cách nào có thể nghĩ ra được nhưng bảy chỗ đó đều bị phật phủ định cả thế là ngài liền bối rối hướng về thế tôn thỉnh giáo tâm ở đâu trên kinh hoa nghiêm phật nói cho chúng ta biết hư không pháp giới tất cả chúng sanh là duy tâm sở hiện duy thức sợ biến tâm này là chân tâm còn thức là vọng tâm chân tâm và vọng tâm là một tâm sao gọi là chân tâm là vọng tâm vậy hoàn toàn giác ngộ gọi là chân tâm kèm theo có mê hoặc là vọng tâm mê hoặc là sao chúng ta ở trong các buổi giảng thường nói vọng tưởng phân biệt chấp trước trong tâm bạn chỉ cần có ba thứ này chưa loại bỏ sạch sẽ thì đây chính là vọng tâm chân tâm không thể hiện tiền nếu các thứ này hết thể đều gạn lọc hết rồi hoàn toàn không còn nữa thì chân tâm liền hiện tiền Quyết không phải nói Ở ngoài vọng tâm còn có chân tâm Thế là không tìm ra rồi Vì là chân tâm cũng không có Cho nên nói Chân vọng không hai Chính là đạo lý này Chỉ cần đem vọng tưởng Phân biệt chấp trước Buông xả Thì chân tâm liền hiện tiền Chân tâm là năng hiện Năng hiện vũ trụ hư không trong phật pháp nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm ngay cả nhất chân pháp giới đều do chân tâm biến hiện ra ở trong cảnh giới sở hiện này sanh ra thay đổi khởi đầu nó hiện là nhất chân gọi là nhất chân pháp giới đó là hoàn toàn không có vọng tâm chân tâm hiện ra Thế giới hoa tạng ở trong Kinh Hoa Nghiêm Tây phương tịnh độ nói là thế giới cực lạc Đều do chân tâm mà hiện ra Cho nên nó không thay đổi Người sanh về nơi đó Ai đấy đều là thọ vô lượng Ai nấy năm nào cũng tuổi 18 Họ không già vĩnh viễn không suy không già không bệnh vì ừ. sao vậy họ là do chân tâm hiện ra từ đó cho thấy chúng ta bị già bị bệnh bị chết là do vọng tâm tạo nên vọng tâm chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước dễ như đem vọng tưởng phân biệt chấp trước hết thảy đều đoạn hết thì chúng ta và chư phật như lai giống nhau cũng là bất sanh bất diệt không già không suy không bệnh cái đại đạo lý này ở trong tất cả kinh luận đại thừa phật đều nhắc đến cho chúng ta đây là cái mà chúng ta cầu cho nên phật và chúng sanh là bình đẳng quyết định bình đẳng không có cao thấp tại vì sao chúng sanh không giống phật vậy Vấn đề phát sinh ở chỗ này Phật nói cho chúng ta biết Ba loại phiền não tập khí này Nếu như chúng ta đem chấp trước buông xả Đối với tất cả Pháp thế xuất thế gian không chấp trước nữa Thì bạn liền thoát khỏi lục đạo Người này Ở trong Phật học được gọi là A-la-hán A-la-hán Bồ-Tát Phật Là danh xưng của ba học vị Ở trong nền giáo dục Phật Đà Bạn cầm được học vị này rồi Thì dĩ viễn không bị thoái chuyển Không đi thọ khổ trong lục đạo luân hồi Nên là học vị thứ nhất cầm được rồi Nếu như tiếp tục đối với tất cả Pháp Thế xuất thế gian không phân biệt Phân biệt vọng tưởng đều nhất hết Thì bạn được gọi là Bồ Tát Từ đó cho thấy A-la-hán tuy không chấp trước Nhưng họ vẫn còn phân biệt Bồ Tát không chấp trước Cũng không phân biệt Cao hơn A-la-hán Nhưng họ vẫn ở trong thập pháp giới Chưa thoát khỏi phạm vi thập pháp giới cho nên họ cần phải đem vọng tưởng đoạn dứt mấy phần Cái vọng tưởng này gọi là vô minh phiền não Trong Kinh Hoa Nghiêm nói 41 phẩm Cũng chính là nói phiền não nhiều ít Đem nó chia thành 41 loại Chỉ cần đoạn một phẩm Thì bạn thoát khỏi 10 pháp giới vào ngay nhất chân pháp giới vào nhất chân pháp giới còn dư lại một số vọng tưởng vi tế từ từ đoạn thêm chữ từ từ này trong kinh đại thừa nói phải qua ba đại a tăng kỳ kiếp phải qua thời gian dài như vậy mới có thể đem tập khí vọng tưởng đoạn sạch sẽ vậy là bạn thành phật bạn cầm được học vị cao nhất Đó là học vị Phật Đà Chúng ta ngày nay nói vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì mọi người dễ hiểu hơn Nhưng danh từ trong Phật học không phải nói như vậy Danh từ trong Phật học là nói vô minh phiền não Trần sa phiền não Và kiến tư phiền não Kiến tư phiền não chính là chấp trước Trần xa phiền não chính là phân biệt Vô minh phiền não chính là vọng tưởng Tôi đem nó đổi qua danh từ khác Thì mọi người dễ hiểu Ý nghĩa sâu sắc vô cùng Cho nên chúng ta Thật sự là bị Vọng tưởng phân biệt chấp trước Hại rồi Ngay cả làm người chúng ta cũng không tự tại hàng ngày sanh tâm phiền não Vì sao vậy? Ta đi đến đâu cũng được chấp trước thân phận của ta Phân biệt Thân phận Chấp trước thân phận Phải có địa vị của ta Phải có danh dự của ta Có đáng lo hay không chứ Toàn là giả mà Có những thứ này Bạn liền có sanh tử liền có nhân duyên quả báo trong nhà phật nói bạn có thiện niệm sẽ thọ báo ba cõi thiện trong sáu cõi bạn có ác niệm thì sẽ thọ báo ba cõi ác nếu ý nghĩ thiện ác không còn nữa thì sáu cõi cũng không còn nhân của sáu cõi không còn nữa thì đâu có quả báo của sáu cõi chứ những gì a la hán bồ tát phật các ngài rất tự tại muốn đi đến lục đạo các ngài liền đến các ngài đến không phải để thọ báo mà đến là để giúp chúng sanh giải thoát chúng ta thường nói thưa nguyện tái lai cho nên cửa sáu cõi này các ngài xuất nhập cảnh tự do còn chúng ta thì không tự do chúng ta ở trong đây không thể ra được còn các ngài đến đi tự tại trong phẩm phổ môn mà các vị đã đọc tụng bồ tát quan thế âm hiện thân ở trong sáu cõi cần dùng thân gì để độ thì ngài liền hiện thân đó bạn thấy ngài tự tại biết bao nếu như ngài có một thân tướng thì ngài không thể hiện thân tướng thứ hai cũng như chúng ta chấp trước cái thân này là ta thì không thể hiện cái thân tướng thứ hai các ngài không có chấp trước cho nên tùy loại mà biến hóa biến hóa tự tại không phải trong tâm mình muốn, còn như nói tôi muốn biến ra cái gì đó thế thì hỏng rồi, đó chính là phàm phu. Vì sao vậy? Ta lại có phân biệt có chấp trước rồi. Cái ngày biến hóa không phải do chính mình nghĩ mà do trong tâm chúng sanh nghĩ. Chúng ta muốn Bồ Tát quan thế âm mình dáng như thế nào ngay liền hiện như thế đó, tùy theo tâm chúng sanh nghĩ mà biến, không phải tùy theo mình nghĩ. Bản thân các ngài hoàn toàn không có nghĩ, nghĩ là chấp trước. Tổ tiên xa xưa của Trung Quốc tạo ra chữ viết rất có ý nghĩa tư là phân biệt bạn xem chữ tư ở trên chữ tâm có rất nhiều ô vuông ô vuông đó chính là chữ điền ô vuông đó là phân biệt tưởng là trên tâm có tướng chấp trước cái tướng đó cho nên tưởng nghĩa là chấp trước còn tâm là gì là đem chữ điền bỏ đi tướng cũng bỏ đi phần còn lại đó là tâm Cho nên bạn xem cái đẹp Cái thù thắng của chùa Trung Quốc Mà trên thế giới Bất luận quốc gia chủng tộc nào Cũng tìm không ra Nó là ký hiệu trí huệ Khiến bạn vừa nhìn là giác ngộ Là hiểu rõ ngay Cho nên tư tưởng không phải là cái tốt Ngày nay nói tư tưởng của người nào đó là xong rồi Họ là phàm phu sáo cõi a à la hán có tư không có tưởng nếu tư và tưởng đều không còn nữa thì người này là bồ tát cho nên ở trên kinh phật thường nói phật trong 49 năm này không hề nói một câu nào nếu phật thuyết pháp là ngày có tư tưởng rồi ngày không có tư tưởng cho nên kinh phật không thể dùng tư tưởng để nghiên cứu vì phật không có tư tưởng mà dùng tư tưởng để nghiên cứu là biến thành nghĩ tưởng sằng bậy Ý của Phật Nguyện giải như lai chân thực nghĩa Câu này phải giải như thế nào đây Xa lìa tư tưởng Không có tư tưởng Là bạn có thể thể hội được ý của Phật Đây là trí huệ chân thật Là trí huệ viên mãn Đoạn văn này Ý nghĩa Rất là sâu 30 phút cũng giảng không xong Nhi tâm vô sắc tâm không phải vật chất chữ sắc này là nói sắc pháp như ở trong ngũ uẩn nói sắc thọ tưởng hành thức tâm không phải sắc pháp hiện nay khoa học đem nó chia thành hai loại lớn một cái là vật chất một cái là tinh thần nhà phật nói sắc là chỉ vật chất tâm là chỉ tinh thần chúng ta có thể nói như vậy vì trong nó có chân tâm có vọng tâm cái tâm này của phạm phu chúng ta là một bộ phận của tinh thần bất luận là chân tâm hay vọng tâm nó đều không phải vật chất cho nên mắt bạn không nhìn thấy tai cũng không nghe thấy cơ thể cũng không tiếp xúc được ngay cả trong tâm bạn nghĩ cũng không nghĩ được sáu căn gồm mắt tai mũi lưỡi thân và ý ý đó chính là ý nghĩ đều không đến được trong sáu căn năng lực mạnh nhất công năng thù thắng nhất là ý căn chúng ta thường thường khởi vọng tưởng từ sớm đến tối nghĩ ngợi lung tung có thể nghĩ trước nghĩ sau nghĩ về quá khứ vô thị kiếp nghĩ đến vị lai vô lượng kiếp nghĩ đến thế giới này nghĩ đến ngoài không gian nghĩ đến những cõi nước của chư phật bạn đều có thể nghĩ nhưng tâm này thì không nghĩ ra chắc chắn là không nghĩ ra vì nó không phải sắc pháp Cho nên Phật nói bất khả kiến Sáu căn chắc chắn Không thể đến được Bất khả thủ Bốn chữ này của Ngài là hai câu Bất khả kiến thủ Là bất khả kiến và bất khả thủ Thủ là gì? Là chấp trước bạn dứt khoát không có cách gì chấp trước quả thật nói bất khả kiến bất khả thủ không những là tâm mà sắc cũng như vậy sắc chúng ta nói cái đứng đầu quan hệ với chúng ta cái thân mật nhất là thân của chúng ta thân của chúng ta có thể thấy nhưng dứt khoát không thể thủ thủ là có ý chiếm hữu Ý là tôi có được Thân thể này của chúng ta Tự mình có thể làm chủ được hay không? Không thể Hiện nay nhà khoa học chứng minh Tế bào trong cơ thể chúng ta chuyển hóa Thay cũ đổi mới Thay đổi theo từng sát na Tế bào cũ chết đi Tế bào mới sanh ra Mất khả thủ Nếu như có thể thủ Thì tế bào của ta là dính diễn như thế này Bất sanh bất diệt Thế là ta thủ được rồi bạn biết cái thân này còn bất khả thủ huống hồ là vật ngoại thân hay nói cách khác có cái gì là của bạn đâu chứ ngay cả cơ thể của mình cũng không phải như vậy thì bạn mới là thật sự giác ngộ bạn thật sự nhìn thấu nhìn thấu là hiểu rõ rồi hiểu rõ một cách triệt để rồi Ở trong Phật Pháp thường nói Dạng Pháp dây không Nhân quả bất không Pháp thế suốt thế gian Chính là vòng nhân quả Nhân quả tại vì sao bất không Thì chúng ta muốn hỏi nhân quả có ở trong dạng Pháp hay không Có Dạng Pháp dây không Vì sao đó bất không Điều này chúng ta phải hiểu rõ ràng Nhân sẽ biến thành quả Thì nhân đã không Quả lại biến thành nhân tiếp theo Thì quả cũng không Cho nên nhân và quả Đều không thể được Nói là nhân quả bất không Là ý nói gì Nhân quả chuyển biến bất không Nó chuyển biến lẫn nhau Nhân chuyển thành quả Quả chuyển thành nhân Nhân lại biến thành quả Quả lại biến thành nhân chuyển biến bất không tương tục bất không tuần hoàn bất không đây là nói ba sự việc này chuyển biến tương tục tuần hoàn bạn phải hiểu rõ đạo lý này cho nên phật ở trên bộ kinh này bộ kinh này hay nói gọn đủ ý kinh văn không dài trong bộ kinh này phật dạy người phải đoạn ác tu thiện tại vì sao vậy bạn có thể đoạn ác tu thiện thì sự chuyển biến của bạn càng chuyển càng tốt sự tuần hoàn tương tục của bạn càng ngày càng tự tại nếu như không biết đạo lý này tùy thuận theo phiền não tập khí của mình thì phiền phức thật rồi sự chuyển biến của bạn là càng chuyển càng tệ hại tương tục tuần hòa là đọa lạc xuống thêm. Cho nên tất cả Pháp thế xuất thế gian không có người nào khác làm chủ tể cho bạn. Tứ làm tự nhận. Phật cũng không thể giúp gì cho bạn Trong tôn giáo thông thường nói Thượng Đế Trong Phật Pháp chúng ta nói tâm, nói tánh Bạn xem hôm qua Tín đồ của Đạo Hội báo cáo Giới thiệu sơ lược cho chúng ta Tất cả đều do Thánh A-la làm chủ Ala là chủ thể duy nhất trên thế giới này Ala mà họ nói chính là tâm tánh của chúng ta nói nhưng họ vẫn chưa nói đến chân tâm cái họ nói là vọng tâm vì sao vậy họ muốn làm chủ tể thì chủ tế đó là vọng tâm ở trong chân tâm không làm chủ tể ở trong chân tâm không có vọng tâm cũng nói tương đối cao rồi chỉ cách một bậc khi một bậc đó đảo ngược lại thì nhận được chân tâm ngay Nhi tâm vô sắc ừ. Bất khả kiến thủ Chúng ta phải thường luôn ghi nhớ câu nói này Trong bát nhã tâm kinh nói rất cụ thể Nó rất thấu triệt Kinh văn câu đầu tiên bạn xem Quán tự tại Bồ Tát Chiếu kiến ngũ uẩn dai không Quán Quán là tự tại rồi Quán là quán chiếu Sao gọi là quán chiếu vậy? Bồ Tát dùng tâm gọi là quán chiếu Cũng chính là nói Các ngày sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài Mắt thấy sắc tai nghe tiếng Mũi, ngửi mùi, lưỡi, nếm vị Các ngày cũng không phải không có Mà giống như chúng ta vậy Nhưng các ngày lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì gọi là quán chiếu Chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước ở trong đó Thì gọi là tư tưởng Phạm phu chúng ta dùng tư tưởng Các ngài không dùng tư tưởng nên gọi là quán chiếu Quán chiếu có thể thấy tướng chân thật Của tất cả hiện tượng trong đây xem tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì chúng ta thấy tất cả mọi cảnh giới là thấy thành tướng hư vọng Đem tướng chân thật bớp méo rồi Nên chúng ta không nhìn thấy tướng chân thật Nếu xa lìa vọng tướng phải bị chấp trước Thì bạn nhìn thấy chân tướng này Bản thân chúng ta Tự bớp méo chân tướng Không phải hiện tượng bên ngoài bị bớp méo Không có đạo lý này Đây là chính bạn bớp méo cái công năng sáu căn của chính mình hoàn toàn không liên quan gì với cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới bên ngoài dính diễn là trung lập. Vì sao vậy? Cảnh giới bên ngoài là duy thâm sở hiện. Cho nên Phật Bồ Tát ngồi chung với chúng ta, tay bắt tay, mà cảnh giới của hai người hoàn toàn khác nhau. Họ ở nhất chân Pháp giới Chúng ta ở sáu cõi luân hồi Quyết không phải ở ngoài lục đạo luân hồi Còn có nhất chân Pháp giới Ngoài nhất chân Pháp giới còn có lục đạo luân hồi Không phải vậy Mà đều viên dung với nhau Thí dụ vào buổi tối trăng sáng rất đẹp Có rất nhiều người đang ngắm trăng Mọi người nhìn thấy giống nhau Mà cảm xúc mọi người lại khác nhau Hiện tượng này bạn rất dễ dàng hiểu Là do cảnh giới của mỗi người không như nhau cảnh sắc bên ngoài là một hoàn toàn không chỉ cảm thọ của bạn mà sinh thay đổi bạn từ cái thí dụ nhỏ này thí dụ nhỏ từ từ và tư duy mà thế hội không nên nghiên cứu vừa nghiên cứu là hỏng rồi đó là càng nghĩ càng xa thực tế càng nghĩ càng là ngã đạo lý này chúng ta phải hiểu hôm nay chúng ta nói tiếp tâm này từ đâu mà có những lời trên kinh nói chúng ta vừa nhìn liền biết đây là thức tâm không phải chân tâm vì chân tâm không phải hư vọng nó là chân thật cho nên nhìn qua đây chính là a là gia thức Đảng thị hư vọng Chư pháp tập khởi Tất cánh vô chủ Vô ngã Ngã sở Các vị đã học qua Bách pháp minh môn luận Của tướng Tông Nếu như có chút nền tảng Về bộ tiểu luận này Thì mấy câu này sẽ vô cùng dễ hiểu Chúng ta biết Bách Pháp Là Bồ Tát Thiên Thân Đem 660 Pháp Ở trong Du Già Sư Địa Luận Quy nạp thành 100 Pháp Để tiện lợi cho người Sơ học Đại Thừa Đây là bài đầu tiên Của Nhập Môn Tướng Tông Là bài đầu tiên của người Sơ học Bách Pháp này nói điều gì? Nếu bạn hiểu được Bách Pháp nói gì Thì bạn liền hiểu được 660 Pháp Nói ở trong Du Nhà Sư Địa Luận là gì? Đây là đem tất cả mọi Pháp Ở trong vũ trụ quy nạp thành 100 điều Ở trong mỗi một điều Sự hàm chứa trong đó là Vô lượng, vô biên không có cách gì tính đếm được Bất luận là thuộc về Môn học nào Tâm pháp Năng biến Có khi chúng ta cũng nói Năng sanh năng biến Năng sanh cũng có thể nói trôi chảy nhưng các vị phải nhớ kỹ Năng sanh chứ không phải năng hiện Ý nghĩa của năng hiện và năng sanh không giống nhau Năng hiện là chân tâm Vọng tâm bất năng hiện Vọng tâm năng biến Đem nhất chân Pháp giới biến thành mười Pháp giới Biến thành vô lượng vô biên Pháp giới Nó có công năng này Vọng tâm này từ đâu mà có gì Đảng thì hư vọng chư pháp tập khởi Hư vọng là nói vọng tâm Không phải chân thật Tại vì sao có hiện tượng này vậy? Là vì tập khởi Ở trong Trung Quán Luận Có một bài kệ nói rất hay Đều là nói đến Cội nguồn của các Pháp Trong vũ trụ nhân sanh Chư Pháp bất tự sanh Diệt bất tùng tha sanh Bất cộng bất vô nhân Thì cố thuyết vô sanh Chúng ta có thể nói Bộ Trung Quán Luận 500 Tụng Chính là nói rõ Những sự việc này một sự việc này là chân tướng của vũ trụ nhân sanh hiện tượng của tột nguồn muôn pháp bạn hiểu rõ ràng hiểu sáng tỏ rồi thì trong nhà phật liền gọi bạn là pháp thân bồ tát chẳng khác gì nói bạn cầm được học vị này thì bạn là pháp thân bồ tát rồi đối với hiện tượng này hoàn toàn mơ hồ mê hoặc không hiểu gì thì người này gọi là phạm phu phạm phu phật và bồ tát không có sai khác chỉ là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh có sự bất đồng trong nhận thức cũng giống như chúng ta hiện nay học ở trường vậy Bạn cầm được học gì tiến sĩ Họ cầm được học gì thạc sĩ Có người không có văn hóa Ngay cả tiểu học cũng chưa học qua Điều là người, đều là như nhau Không có gì khác Chỉ là trên trình độ văn hóa Có sai biệt bất đồng mà thôi Ở trong Phật Pháp Mười Pháp giới quả thật mà nói Chính là sự khác nhau của trình độ văn hóa Họ trải qua đời sống không giống nhau Từ chỗ này chúng ta phải nhận ra chúng ta phải sống đời sống tốt phải đem phẩm chất đời sống của mình nâng cao lên dựa vào điều gì dựa vào giáo dục ngày nay trên thế giới còn có biết bao khu vực nghèo khó chúng ta nhìn thấy họ sống đời sống khổ như vậy làm sao cứu giúp đây cứu giúp vật chất là không giải quyết được vấn đề phải xây trường học phải dạy họ nâng cao trình độ văn hóa của họ cũng chính là nâng cao phẩm chất đời sống của họ Ở trong Phật Pháp gọi là giới hạn lớn Chúng ta có thể từ cõi người nâng lên đến cõi trời Trời dục giới nâng lên đến trời sắc giới Trời sắc giới nâng lên đến trời vô sắc giới Từ trong sáu cõi nâng lên đến Pháp giới bốn thánh Từ Pháp giới bốn thánh nâng lên đến nhất chân Pháp giới Toàn dựa vào giáo dục Pháp thế xuất thế gian không có ngoại lệ Chúng ta phải có nhận thức này Cho nên a la gia từ đâu mà có vậy? a la gia là tiếng Phạn Dịch thành tiếng Trung Quốc là tàn thức Tàn tức là bao hàm Tàn chứa các Pháp Chúng ta hiện nay gọi là ấn tượng của các Pháp Thuật ngữ trên kinh Phật gọi là Chư Pháp Lạc Tạ Ảnh Tử Người hiện nay gọi là Ấn Tượng Chúng ta ngày nay từ sáng đến tối Ở trong cuộc sống của đời này Cảnh giới mà sáu căn tiếp xúc Đều có Ấn Tượng Ấn Tượng này Dĩ nhiễm không bị mất đi bạn nói ấn tượng rất cạn tôi không nhớ nổi Tuy là không nhớ nổi nhưng mà cả thấy đều đưa vào hồ sơ lưu lại rồi À là giả thức giống như là kho lưu trữ Tất cả thiện ác Tất cả vô ký mà bạn đã tạo ra Hết thảy đều ở trong đây Dính diễn không bị quên mất Ở trên kinh Phật nói cho dù trải qua trăm kiếp ngàn kiếp khi nhân duyên hội ngộ nhân này chính là ấn tượng ở trong a la do thức hàm chứa chủng tử gặp được duyên thì quả báo này liền hiện tiền hiện tượng cực kỳ nhỏ yếu ý thức thứ sáu của bản thân chúng ta quả thật dùng tâm ý qua loa mà nói nó không phải là lỗi ý thức thứ sáu là rất lơ là a à, lại gia là vô cục di tế ý nghĩa di tế tạo nghiệp thường thường ý thức thứ sáu vẫn không phát hiện được nhưng mà kho lưu trữ đã lưu rồi tốc độ lưu trữ vô cục nhanh là theo từng sát na Nhưng mà những thứ này không có hình tướng Ấn tượng không phải sắc pháp Phật nói nếu như chủng tử trong a lại gia thức Chúng ta hiện nay gọi là ấn tượng Ấn tượng nếu nó là sắc pháp Nếu nó là vật chất Thì sự tạo tác của chúng ta Từ vô lượng kiếp đến nay Dù lớn như hư không Cũng không chứa hết như vậy bạn mới hiểu được nghiệp mà chúng ta đã tạo ra là bao nhiêu chúng ta ở trong quá trình một đời người trên đường bồ đề trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp làm sao có thể không có ma không có nạn không có chướng ngại chứ từ xưa đến nay chúng ta tạo ác nghiệp quá nhiều ác nghiệp chướng ngại chúng ta thiền nghiệp cũng chướng ngại chúng ta Thiền nghiệp dẫn chúng ta tới tham ái Ác nghiệp dẫn chúng ta tới sân hận Toàn là chướng ngại Tham sân si toàn là chướng ngại rồi Cho nên Phật dạy chúng ta tu tịnh nghiệp Có mấy người tu tịnh nghiệp Mấy người hiểu được tịnh nghiệp chứ Người tu tịnh nghiệp sẽ không có chướng ngại nữa Quả thật mà nói Đến khi nào mới tu tịnh nghiệp chân thật vậy Thuần tịnh không sen tạp là pháp thân đại sĩ Ở trong tịnh còn sen tạp ít phần bất tịnh Là pháp giới bốn thánh Sáu cõi ở trong pháp giới này luôn luôn là Nhiễm nhiều tịnh ít phàm phu chúng ta người chân thật tu hành rất tốt Phân lượng nhiễm nghiệp sen tạp ở bên trong tương đối ít Sen tạp khoảng 20-30% Điều này ở người tu hành phàm phu sáu cõi là hiện tượng rất bình thường Đã là tương đối khá rồi Như chúng ta hiện nay Trình độ này đại khái trên 95% Là nghiệp nhiễm Tình nghiệp của chúng ta chỉ có 2-3% Thậm chí là 1-2% Chỉ như vậy mà thôi đạo lý này nhất định phải hiểu những thứ này quả thật là hư vọng tuy là hư vọng nhưng nếu bạn không biết nó là hư vọng thì bạn sẽ bị nó hại thật sự biết nó là hư vọng thì bạn sẽ không bị hại bạn đã giác ngộ rồi cho nên mấu chốt ở chỗ này vẫn là mê ngộ khi mê thì bạn dính diễn bị vọng cảnh trói buộc bạn dính diễn bị vọng cảnh chi phối chúng tôi đưa ra một thí dụ vô cùng hiện thực thế giới trước mắt chúng ta đây là hư vọng tuy nhiên chúng ta không biết đó là hư vọng chúng ta bị nó ảnh hưởng khởi tâm động niệm Tất cả hành vi sinh hoạt Đều bị hoàn cảnh ảnh hưởng Đây là nguyên nhân gì Không biết nó là hư vọng Nếu như thật sự biết nó là hư vọng Thì chắc chắn không bị hoàn cảnh quấy nhiễu Bạn ở trong hoàn cảnh Dính diễn giữ gìn Tâm địa thanh tịnh của mình Bạn được đại tự tại Đây là thật chứ không phải giả Các tổ sư đại đức cư sĩ Nhiều đời ở Trung Quốc Có không ít người chứng được cảnh giới này Nghe như trong Kinh Lăng Nghiêm có nói Nhược năng chuyển cảnh tác động như lai like. Họ không bị hoàn cảnh làm mê hoặc Nên không bị hoàn cảnh chuyển Họ ở trong hoàn cảnh có thể làm chủ. Họ có thể chuyển cảnh giới. Người thiện gặp được họ thì người thiện sẽ càng thiện hơn, người ác gặp được họ thì người ác sẽ sửa mình hướng thiện. Họ chuyển hoàn cảnh, chuyển hoàn cảnh nhân sự và họ cũng có thể chuyển hoàn cảnh vật chất hoàn cảnh vật chất có rất nhiều thiên tai họ đến nơi đó thì thiên tai giảm thiểu chúng ta ngày nay nói gió bão lũ lụt hạn hán động đất họ đến nơi đó liền giảm thiểu ngay đây không phải thần thoại mà là sự thật lý ở trong đây quá sâu cho nên ở trên kinh phật nó là mật Nhà Phật không gọi là bí mật Mà gọi là thâm mật Lý này quá sâu Lý càng sâu Chỉ cần bạn dựa vào phương pháp này Tuần tự từ từ, từ mà tiến Bạn nhất định có thể chứng được Khi chứng được thì gọi là Hoác nhiên đại ngộ Trên Kinh Kim Cang nói với chúng ta phàm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh Pháp hữu vi chính là 94 pháp phía trước trong bách pháp 6 pháp phía sau là pháp vô vi Bất luận là tâm pháp Tâm sở pháp Sắc pháp Tâm bất tương ưng hành pháp Đều là chư pháp tập khởi tất cánh vô chủ vô chủ là không có chủ tể tập khởi thế đọc chỉ duyên phật pháp vô cùng xem trọng duyên phật pháp nói duyên sanh chứ không nói nhân sanh nói duyên sanh là vô cùng có đạo lý nhà phật nói tất cả hiện tượng của dạng pháp Nói duyên khởi Nhưng mà duyên khởi chắc chắn là tánh không Tánh không tức là tất cánh vô chủ Vô ngã ngã sở Chân tướng của tất cả dạng Pháp Đều là như vậy cho nên nói dạng pháp gì không hiện nay nhà khoa học cũng hiểu được cái đạo lý này nhà khoa học dùng phương pháp gì để nhìn thấy chân tướng này gì họ dùng phương pháp phân tích họ dùng cơ thể của một người một vật thể để phân tích từ trong tế bào phân tích thành phân tử phân tử phân tích thêm thành nguyên tử thành điện tử thành hạt cơ bản vì mới hiểu được cái thân này là không vốn dĩ toàn bộ tất cả pháp đều do hạt cơ bản tổ hợp mà thành hiện tượng tổ hợp không như nhau có tổ hợp thành khoáng vật tổ hợp thành thực vật tổ hợp thành động vật đều do một tổ hợp mà thành Nhà khoa học hiện nay hiểu rõ đạo lý này Chẳng qua là phương trình tổ hợp không giống nhau Lời nói này trên Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang là Thích Ca Mâu Ni Phật nói Theo như cách nói của người nước ngoài Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có hơn 2.500 năm rồi theo như lịch sử Trung Quốc ghi chép là hơn 3.000 năm. Thích Cà Phật nói trên Kinh Kim Ca, thế giới này là tướng nhất hợp. Các bạn thử nghĩ tướng nhất hợp là gì? vật chất cơ bản là mộ. Nhỏ như vi trần, lớn như thế giới. Thế giới ngày nay chúng ta gọi là tinh cầu. Là cùng từ một hạt cơ bản tổ hợp mà thành tướng nhất hợp tổ hợp thành tổ hợp này khi duyên tụ nó liền hình thành duyên tán nó liền tan rã tụ tán vô thường nó đâu có chủ nếu đó có chủ thì tụ hợp rồi dính diễn không tán đây mới gọi là có chủ tụ tán vô thường biến hóa từng sát na Chúng ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật này Vì sao vậy? Hiểu thấu triệt rồi Bạn đối với Pháp Thế Xuất Thế gian Chắc chắn không có tâm tham luyến Vì sao vậy? Vì bạn biết đó là đồ giả Bạn tham luyến Là mê hoặc Bạn chấp trước muốn chiếm hữu là vọng tưởng Vì sao vậy? Vì không thể được Cái thân của chính chúng ta cũng không thể chiếm hữu vì sự chuyển hóa của tế bào Biến hóa theo từng sát na Cho nên quả thật là vô ngã Người thế gian chấp trước cái thân này là ta Đây là cái mê hoặc đứng đầu Từ mê hoặc ngã mà sanh ra tự tư tự lợi Tạo vô lượng vô biên tội nghiệp Tạo những tội nghiệp này Thông thường nói là đọa lạc trong luân hồi đây không phải là đọa lạc Mà những nghiệp lực này của họ Đem cảnh giới biến thành cảnh giới luân hồi Biến thành cảnh giới địa ngục Địa ngục từ đâu mà ra Tự mình biến ra Không phải người khác tạo ra bắt bạn chịu Mà tự làm tự chịu Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Không phải do Phật tạo ra Phật hoàn toàn không làm việc này Ngày không làm những việc rỗi hơi này chúng ta nhát cộ rồi còn không làm chuyện rỗi hơi phật còn làm chuyện rỗi sao phần làm chuyện rỗi thì ngày không bằng chúng ta tâm địa thanh tịnh không nhiễm mảy bụi nói cho bạn biết chân tướng sự thật là do trong tâm của chính bạn biến hiện ra phần trước đã nói nhất thiết chúng sanh tâm tưởng vị cố tạo nghiệp diệt dị từ tâm tưởng sanh cách nói này ở trong kinh đại thừa nói quá nhiều rồi tất cả pháp từ tâm tưởng sanh tôi cũng thường hay gặp một số đồng tu họ hỏi tôi có quỷ hay không có rồng hay không tôi đều gật đầu nói có tại sao có gì trong tâm bạn đang tưởng nó từ tâm tưởng sanh mà chỉ cần bạn tưởng nó liền hiện ra hiện tướng vốn dĩ không có tướng này là do bạn tưởng mà ra bạn hàng ngày nghĩ quỷ Thì đương nhiên quỷ sẽ hiện ra một núi thôi Sau đó bạn mới hiểu được Ở trong tình nghiệp tam phước Nói cho chúng ta biết Tin sâu nhân quả Tin sâu nhân quả đó là gì? Niệm Phật là nhân Thanh Phật là quả Phật cũng là tâm tưởng sanh Ta hàng ngày nghĩ Phật Phật liền hiện tiền tức là khi hạt cơ bản tổ hợp nó sẽ theo tâm tưởng mà tổ hợp nó liền tổ hợp thế giới của phật hằng ngày nghĩ quỷ thì sẽ tổ hợp thế giới của quỷ quỷ là gì quỷ là tham ái hằng ngày niệm niệm không quên tham ái thì cảnh giới biến hiện chính là pháp giới của quỷ niệm niệm sân hận hận người khác thế gian không có người nào tốt đều là người đáng ghét đều là người đáng căm thù họ liền biến ra pháp giới địa ngục mười pháp giới đều là hư huyễn không thật cho nên phật nói mộng huyễn bào ảnh sau khi hiểu rõ đạo lý này rồi phật mới khuyên dạy chúng ta nên nghĩ thiện không nên nghĩ ác Nên làm thiện không nên làm ác Sau khi hiểu rõ triệt để Mới thấy những lời Phật nói với chúng ta Là lời chân thật Lời chỉ dạy chân thật Lời dạy bảo từ bi thương yêu đến cực điểm Chúng ta mới biết cảm ơn Ngã còn không có Thì làm gì có ngã sở chứ Ngã sở chính là những cái mà ta có Căn nhà này là cái ta có Tài sản là cái ta có Địa vị là cái ta có Quyền lực là cái ta có Là đồ giả Những cái mà ta có càng không có Ngã còn không có huống hồ ngã sở Cho nên nhà Phật nói Thanh tịnh bình đẳng là từ chỗ này mà ra Nếu bạn không hiểu đạo lý này Không hiểu rõ chân tướng sự thật này Thì tâm bạn làm sao mà thanh tịnh được chứ Bạn làm sao mà bình đẳng được chứ Lúc nào cũng cảm thấy mình cao hơn người khác Người khác không bằng ta bạn không hiểu được đạo lý này Khi biết được đạo lý này Thì dạng Pháp là bình đẳng Phật cùng với ngạ quỷ là bình đẳng Với súc sanh là bình đẳng Với địa ngục cũng là bình đẳng và còn như vậy chúng ta làm sao mà không bình đẳng chứ Chúng ta trên thì bình đẳng với chư Phật Dưới thì bình đẳng với địa ngục Bình đẳng bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh thiện duyên hay ác duyên chướng ngại đều không còn nữa bình đẳng là pháp giới phật pháp giới phật trong kinh hoa nghiêm ngài thanh lương nói cho chúng ta biết lý không có chướng ngại sự không có chướng ngại lý sự vô ngại sự sự vô ngại đây mới đích thực là đại viên mãn đại tự tại cho nên bộ kinh thập thiện nghiệp đạo này rất rõ ràng dễ hiểu đoạn này là ý rất sâu là nói lý nếu lý không rõ không thấu triệt thì thập thiện này dạy bạn bạn sẽ không chịu làm vì sao vậy khuyên bạn bạn cũng biết thiện là tốt bất thiện là không tốt nhưng thiện vẫn cứ làm không được tham sân si mạng là phiền não Thường hay lừa gạt người khác Biết không phải là việc tốt mà hằng ngày vẫn làm Nguyên nhân là gì? Đạo lý này chưa có thấu triệt Thật sự thấu triệt rồi Thì chắc chắn không làm việc ác nữa Người khác lừa chúng ta Nhưng chúng ta không lừa người Người khác phỉ bán làm nhục chúng ta hãm hại chúng ta thế nhưng chúng ta dứt khoát không có ý nghĩ báo thù chúng ta vẫn cứ thành tâm thành ý một mực thiện tâm đối đãi họ đây là bạn thực sự giác ngộ rồi tại vì sao không trả thù người ác vậy trên kinh phật nói đây là kẻ đáng thương xót họ rất đáng thương họ hồ đồ vì không biết chân tướng sự thật bạn không nên chê trách họ đó là như trong kinh vô lượng thọ đã nói do hoàn cảnh của họ không tốt không gặp được người tốt người trước bất thiện vô tri không biết đạo đức không có người dạy họ thù vô quái giả là không nên chê trách họ Hành vi của họ đối với ta xấu xa hơn là đúng là phải như vậy Chúng ta hiểu rõ Nhưng họ không hiểu chúng ta Vì vậy chúng ta nên tha thứ cho họ Dứt khoát không có một ý niệm nào nghĩ đến báo thù Vẫn cứ thành tâm thành ý đối đãi người ta Cho dù bạn sống bị họ hại chết đi nữa Hại chết thì rất tốt Chết rồi chúng ta nghe đó sanh thiên Chúng ta sanh thiên sớm hơn vậy Cảm ơn họ còn không hết Sao bạn lại có thể trách họ chứ Sở dĩ bạn không hiểu đạo lý này Nên bạn mới có tâm oán hận Bạn hiểu rõ đạo lý này Thì oán hận không còn nữa Họ hại ta chết Là để ta sanh thiên sớm hơn một chút đổi hoàn cảnh tốt hơn Chỉ có người đích thực thấu triệt hiểu rõ Họ mới biết được Không hiểu không được Chúng ta cứ luôn bị đọa lạc ở trong đây Cho nên ba câu Đáng thị hư vọng Chư pháp tập khởi Tất cánh vô chủ Là nói a à la gia Vô ngã Vô ngã sở Chữ vô này là phải nói liền lại Vô ngã vô ngã sở Đây là hiện tượng sự thật Không chỉ là chân tướng của sáu cõi Và mười pháp giới y chánh trang nghiêm Phần chỉ một câu là nói tột rồi